Đúng rồi à, đúng rồi đấy, đi đầu mà ừ, rủ sĩ quá. Sếp em là ai? Sếp em là anh Phạm Quang Linh Official, hay còn gọi là anh Linh Đen. Anh đấy được lên sách giáo dục công dân lớp 8. Em ơi xin đời. Em ơi xin đời quá. À, tự nhiên mình thật cảm thấy tự hào, cảm xế sĩ khi mình có một người sếp thật là quá là very good. Em hay sĩ đòi mọi người, em hay sĩ lắm. Em hay sĩ lắm mọi người, em là con, em là tổ ngựa mà tổ ngựa em hay sĩ lắm mọi người ạ. Em hay sĩ lắm mà đúng kiểu làm công ty sếp và làm những cái việc mà khiến cho mình sĩ hơn. Đấy, hôm trước là anh ấy vừa tin châu Phi thì là hầu bộ là 300 triệu cho một trận tổ quốc. Chú Tiến này với cả Tim Châu Phi là đang đi gọi là đang đi giúp đỡ bà con ở trên nơi Yên Bái. Ôi giời ơi, sao mình lại là công ty khiến mình được sĩ đời như thế này, thật tự hào quá đi. Ôi giời ơi, đấy giờ mọi người giới thiệu sếp nhá. Em có xem ảnh hôm qua thế á, xíu nữa gửi ảnh cho chị xem với, gửi TikTok nhá, gửi TikTok cho xem với đã ơi đó. Mọi người đăng TikTok các bác hải giờ đập đi, mọi người đăng các bác hải giờ đập đi. Chủ tịch em tháng 11 hay tháng 12 gì về Việt Nam á? À? Đúng rồi chị ạ, à, đúng rồi. Tầm tháng 11 ạ. Đấy, mọi người ơi, các phát hành ra tập liền. Cho em xin đời với. Trời ơi. Chủ tịch của em là anh Phạm Quang Linh Official, hay còn gọi là anh Linh Đen. Anh đấy được vào sách giáo dục công dân lớp 8. Ôi dồi ôi. Sĩ quá. Thế là làm sao mà cố mặt sướng được, phải ngẩng mặt lên trời mãi thôi, đau cổ quá các bác ơi. Các bác ơi, em đau cổ quá, em sĩ quá, em đau cổ quá. Thế á, trời ơi, sướng em sĩ đời quá. Tại vì hôm qua em có xem được rồi, hôm qua em có xem được cái thông tin đấy rồi, nhưng mà em lại cứ nghĩ là không phải. Tại vì anh ấy xác nhận đâu, để em sợ là không phải. Em sợ em đi đồn linh tinh, nói linh tinh thì lại thành điểm nóng với mọi người. Nhưng hóa ra là thật à? Trời ơi, em ngây thơ lắm, người nói xăm tin vậy à? Thôi cứ cho là thật đi để em sĩ. Thôi nó là thật nhá, ừ để em sĩ, để em sĩ đời. Xưa nữa em đi khoe với cả làng tổng của em luôn. Ai hỏi sếp em là hay trả lời sếp em giống cái Angola. Sợ. Sếp em là anh Linh Đen, chủ tịch Phạm Quang Linh Official. Được lên sách giáo khoa giáo dục công dân. Ôi trời ơi, sĩ đời liền. Sở quá tuyệt vời luôn. Có tuyệt vời không ạ? Anh Quang Linh có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời. Mua hát xíu à? Mua hát xíu à? Sĩ đòi liền đó. Cho mọi người chốt đơn đi. Mới chốt đơn đi nhân cái dịp sĩ này. Nhân cái dịp gọi là sĩ chủ tịch được lên sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 8. Mới chốt đơn đi mọi người. Cũng có deal cho mọi người luôn 355k. Mới chốt đơn nữa đi. Ôi giời quá sĩ luôn. Đó, mãi đỉnh như không hổ danh fan ông kia. Đó, sếp em là ai? Sếp em là anh Linh Đen. Anh Linh Đen hay còn gọi là anh Phạm Quang Linh Official, hay là anh Linh Vlog, được lên sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 8. Đấy, giới thiệu sếp nó phải đầy đủ, nó phải bảng bài bảng như thế. Đâu để em xem. Đấy, xem ảnh nào, xem có phải không nào. Để em biết một sĩ đây. Ở đâu á em, ở đâu á? Đâu để em xem này, để em xem này, em tìm mọi người cho em một xíu thời gian để em tìm thông tin. Đó mọi người ơi, tranh thủ sang lìa cho em nó nha. Cô bô nhá, ta cô bô nha, ok. Mua sẵn được chưa, combo này dấu 8-301 này. Sẽ vui khi em nói có người mới, thế nhưng trong lòng trời vơi con tim. Ôi giời ơi, các bác xem được chưa? Chỉ là một giây buông tay, giờ đây à, đây mọi người, đây anh có tên một bạn sao. Wow, mỗi lúc tôi vẫn còn yêu em. Wow, đỉnh quá nhở, đỉnh quá nhở. Đây mọi người, đâu đọc, đọc nội dung. Mang bản sắc văn hóa Việt Nam đến với người dân châu Phi. Wow, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời mọi người, quá tuyệt vời mọi người ơi.
Nhưng mà cả nhà chốt đơn nha mọi người, chốt đơn nha. Quá sĩ rồi, quá sĩ vì chủ tịch rồi. Chủ tịch ơi, fan này là sĩ, ngẩng đầu lên không được, ngẩng đầu cúi mặt xuống không được rồi. Chấn động. Một fan sĩ đời. Rồi em là mặt em được ngẩng mặt lên trời này. Mọi người mặt lên trời này không cúi mặt được xuống nè. Đó mọi người, cho mọi người nha. Một bên mềm villa nhá, 355k có vô chấu cho ví ship nha. Mời cả nhà, chốt đơn nha. Giá chiêm ở trên like nhá mọi người, tranh thủ mở lên đơn nha. Tranh thủ lên đơn cho em nhá, 355k có vô chấu cho ví ship nha mọi người ơi. Mời cả nhà, chốt đơn Mina San Sanami. Đó, mọi người ơi, mùa xuân nha, giá rất là tốt rồi, 355. Ngỡ như rằng mình sẽ vui khi em đã có người mới. Ôi trời ơi, hát xì lên liệu. Em chăm anh rồi, chỉ là một. Ok, bye bye chị nha. Cảm ơn chị chăm như rất là nhiều nha. Vừa xinh vừa đẹp vừa tốt bụng nữa cơ. Vừa xinh vừa đẹp vừa tốt bụng nữa cơ. Cảm ơn chị. Bây giờ chị nha. Đây là chị ạ. Đó mọi người ơi, giá trên like mọi người, giá trên like nha. Batman dầu tắm chưa 310 thêm một sức tắm villa 355k. Có vô chấu trợ phí ship mà cả nhà. Chốt đơn. Giá trên là trên like rồi mọi người, 355. Hai ba chị nha. Ôi trời ơi, hát chị liên tục mọi người ơi. Ôi giời ơi, mọi người săn được chưa? Mọi săn được rồi, còn lại có 100 đã săn đã chốt nha. 355k có vô chấu trợ phí ship luôn mọi người ạ. Giá chiên và giá trên like nhé mọi người nhớ. Giá trên like rồi. Số like không có được giúp giá đâu mọi người ơi. Ôi giời ơi, chị không ốm đâu, chị làm điều hòa đấy là chị bị hắt xì. Mình thanh của mọi người săn nha, 355k có vô chấu cho phí ship. Mời mọi người chốt đơn. Nghĩ rằng tầm 20 cái, đấy. Hát gì tầm 20 cái thôi mà. Một bên mềm villa của 355k có vô chấu cho phí ship. Em chào chị Lê Điều Nhiêm, chào chị Hồng Nguyễn. Đó. Giá trị ân, giá trên like, mời cả nhà chốt đơn mì là san sanami sarange. Cô chị konnichiwa, arigato. Giá hôm nay chị ân mà mọi người chốt đơn. Lạ đúng rồi chị Phương Nabi ơi.